chấp thuận chuyển nhiều dự án nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội. Nhiều dự án nhà ở xã hội được tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư tại các đô thị. Trong đó có những dự án chuyển từ nhà ở thương mại thành nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Tỉnh Bình Dương vừa xây dựng đề án phát triển nhà ở xã hội NOC, nhà ở công nhân đến năm 2030. Theo đó, Bình Dương có khoảng 1,3 triệu lao động, phần lớn là người ngoại tỉnh và đang phải thuê nhà trọ sống tạm, nhu cầu nhà ở cho người lao động. Người có thu nhập thấp để ổn định làm ăn lâu dài là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu trên, Bình Dương dự kiến sẽ phát triển 86.877 căn NOC so với dự báo nhu cầu 115.836 căn. Trong đó, đến năm 2025, tỉnh phát triển 46.377 căn và đến năm 2030 sẽ thêm 40.500 căn. Triển khai kế hoạch trên, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị quỹ đất 20% đã được quy hoạch từ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị dành để phát triển NOC. Trong đó tập trung tại 5 địa phương có nhu cầu lớn về nhà ở gồm thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dị An, thành phố Tân Uyên và thị xã Bến Cát. Các địa phương đã rà soát tại 33 dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất khoảng 100 hectare để phát triển NOC. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, tình hình thị trường bất động sản bị đóng băng khiến các nhà đầu tư chùn bước hoặc thiếu mặn mà trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phát triển NOC, dẫn đến tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch đặt ra. Thống kê 11 dự án NOC tại Bình Dương có nguồn vốn ngoài ngân sách, giá bán nhà ở thấp nhất là 5,6 triệu đồng mỗi mét vuông và cao nhất là 14,89 triệu đồng mỗi mét vuông. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở rất lớn, tỉnh Bình Dương đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án NOC và chủ đầu tư nhiều dự án đang triển khai thực hiện. Trong số này có các dự án trước đây Bình Dương chấp thuận đầu tư nhà ở thương mại, nay chuyển đổi thành dự án NOC. Đơn cử như hai dự án của tập đoàn Kim Anh tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một và phường Bình Thắng, thành phố Dị An trước đây là nhà ở thương mại nhân hiện. Nay đã chuyển thành NOC với quy mô từ 8.000 đến 10.000 căn dự án. Dự kiến, nguồn vốn để phát triển nhà ở của Bình Dương đến năm 2025 là khoảng 130.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại là 49.800 tỷ đồng, dân tự xây từ vốn tích lũy 59.150 tỷ đồng, NOC, tái định cư khoảng 21.050 tỷ đồng. Trong thời gian tới, hàng loạt dự án NOC được triển khai như tại thành phố Thủ Dầu Một có NOC Becamex, khu 2 Định Hòa giai đoạn 1 9,8 ha, vốn đầu tư 345 tỷ đồng, NOC Hiệp Phát 2, phường Hiệp Thành 0,81 ha, vốn 150 tỷ đồng, NOC Becamex, khu 3 Định Hòa 4,53 ha, vốn 336 tỷ đồng, NOC Becamex, khu 4 Định Hòa 3,9 ha, vốn 273 tỷ đồng, NOC Becamex, khu 5 Định Hòa 3,48 ha, vốn 225 tỷ đồng, NOC Becamex, khu 6 Định Hòa 3,33 ha, vốn 131 tỷ đồng, NOC Becamex, khu 7 Định Hòa 3,01 ha, vốn 157 tỷ đồng, NOC Becamex, khu 8 Định Hòa 1,88 ha, vốn 118 tỷ đồng, NOC Kim Anh Hòa Phú. Tại thành phố Thuận An có NOC khu 4 giai đoạn 2, phường An Phú 2,3 ha, vốn đầu tư 271,2 tỷ đồng. NOC khu 2 1,11 ha, NOC khu 5 2,95 ha, NOC khu 6 1,95 ha, NOC khu 7 0,81 ha, NOC khu 8 và 9 7,94 ha và NOC Bình Chuẩn 0,86 ha, vốn đầu tư 98,3 tỷ đồng. Tại thành phố Dị An có NOC khu 1 Dị An 4,0 ha, NOC khu 2 4 ha, NOC Tân Đồng Hiệp, phường Tân Đồng Hiệp 1,03 ha, NOC Thành Tân, phường Tân Đồng Hiệp 0,83 ha và NOC Kim Anh Bình Thắng thuộc phường Bình Thắng 8,6 ha. Tại thị xã Bến Cát có NOC khu số 1A phường Mỹ Phước 1 3,48 ha, NOC khu số 2 4,88 ha, NOC khu số 1 Mỹ Phước 2 1,62 ha, NOC khu số 1A Mỹ Phước 3 3,78 ha, NOC khu số 1B Mỹ Phước 3 3,81 ha, NOC khu số 2A Mỹ Phước 3 4,8 ha, NOC khu số 2B Mỹ Phước 3 2,35 ha và NOC khu Thế Hòa 5,09 ha. Tại thị xã Tân Uyên có NOC khu 1 Tân Uyên, khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng 2,49 ha, NOC khu 2 Tân Uyên 4,38 ha, NOC khu 3A Tân Uyên 5 ha, NOC Becamex, khu 3B Tân Uyên 2,75 ha, NOC khu 4 Tân Uyên 2,08 ha, NOC khu 5 Tân Uyên 3,04 ha, khu nhà ở xã hội Tân Thành, phường Tân Phước Khánh 0,67 ha. Tại huyện Bào Bàng có 7 dự án NOC với tổng diện tích 25,21 ha tập trung quanh khu vực khu công nghiệp Bào Bàng.